thứ bảy ngày 1 tháng 5, Teletron kính mời quý đồng hương đón xem nhạc hội mừng ngày lễ mẹ được livestream trên trang nhà teletronusa.com từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều giờ Cali, với sự góp mặt của nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng: Loan Châu, Thiên Tôn, Mai Thiên Vân, Đặng Thế Luân, Y Phương, Đăng Vũ, Phương Hồng Quế, Tuấn Châu, Linda Trang Đài và Tommy Ngô, MC Việt Thảo, Giáng Ngọc cùng ban nhạc Hoàng Nghĩa. Thiên Tôn xin kính chào quý vị. Thiên Tôn rất vui được tham gia trong chương trình này để hát cho quý vị nghe sau một thời gian vắng mặt vì COVID-19 pandemic. Rất mong quý vị khán thính giả cùng gia đình sẽ đón xem chương trình vào ngày thứ bảy, ngày 1 tháng 5 từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều giờ Cali. Xin hẹn gặp quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Đặng Thế Luân rất vui khi được góp phần của mình vào chương trình đặc biệt này. Chương trình sẽ được livestream trên trang nhà teletronusa.com. Hy vọng quý vị sẽ kêu gọi bạn bè và người thân cùng đón xem chương trình. Một lần nữa Đặng Thế Luân xin cảm ơn và hẹn gặp quý khán giả vào ngày 1 tháng 5. Giáng Ngọc cũng rất vui để được vinh dự tham gia trong chương trình này để làm phần MC. Giáng Ngọc rất mong quý khán giả sẽ cùng với gia đình nhớ đón xem vào thứ bảy ngày 1 tháng 5 từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều giờ Cali. Teletron xin trân trọng kính mời. Đăng Vũ rất vui được mời vào trong chương trình lần này. Chương trình ca nhạc nhằm tri ân những người mẹ. Kính mong quý vị nhớ đón xem và ủng hộ cho công ty Teletron. Chân thành cảm ơn quý vị. Tuấn Châu kính chào quý vị khán giả. Từ 12 giờ trưa thứ bảy đến 4 giờ trưa thứ bảy ngày 1 tháng 5, xin chào mời quý vị khán giả đến trang nhà teletronusa.com để xem trực tiếp một chương trình rất là có ý nghĩa, và đến Teletron mua những món đồ về tặng mẹ nha. Cảm ơn rất nhiều. Quý vị ơi, ngày thứ bảy 1 tháng 5 sắp tới đây, Teletron có tổ chức một chương trình ca nhạc rất đặc biệt để mừng ngày lễ mẹ, cũng như để tri ân và vinh danh các bà mẹ. Chương trình được livestream trên trang nhà teletronusa.com. Loan Châu rất là vui và cũng rất vinh dự được tham gia trong chương trình này. Loan Châu cũng rất mong tất cả quý vị cùng gia đình nhớ đón xem nha. Xin gặp lại quý vị vào ngày thứ bảy, 1 tháng 5 từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều giờ California. See you! Mặc dù đang ở cách xa hàng ngàn dặm đường, nhưng Việt Thảo sẽ có mặt ở Orange County vào ngày 1 tháng 5 này trong chương trình của Teletron. Kính mời quý vị nhớ tham dự. Thứ bảy ngày 1 tháng 5, Teletron Shop Opening chi nhánh mới trên đường Bosa, gốc Magnolia, trong khu tượng Đức Thánh Trần, tặng quà đặc biệt cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày từ 10 giờ sáng thứ bảy và chủ nhật. Và nhạc hội mừng ngày lễ mẹ được livestream trên trang nhà teletronusa.com từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều giờ Cali. Kính mời quý đồng hương nhớ đón xem. Xin ghé thăm các chi nhánh Teletron địa phương hoặc gọi 877-892-6999. Quý khách có thể mua sắm trả góp không tiền lời tại trang nhà teletronusa.com.